Xin chào cả nhà nha. Mọi người có khỏe không nè? Hôm nay bên Pháp dịch bệnh rất là nhiều luôn, cho nên cũng sợ lắm, không có dám đi đâu ra ngoài nữa. Cực chẳng đã mới về là đi chợ mua đồ ăn thôi, chứ thực ra đi những cái chỗ đám đông họ cũng sợ. Thời tiết thì nó cũng lạnh lắm rồi, lạnh thì cái con virus này nó càng nhiều càng phát triển đó mọi người. Cho nên cái việc hạn chế đi ra đường là tốt nhất. Hôm nay Thảo dọn dẹp ngoài sân vườn đó, nhớ cây mà Thảo mùa hè Thảo đem ra ngoài á, bây giờ nó lạnh rồi mình phải đem vô trong, nếu mà không đem vào trong nhà thì nó sẽ lạnh và nó sẽ chết. Cho nên Thảo làm video này mời cả nhà cùng xem video cho vui nha. Thảo luôn chúc mọi người có nhiều sức khỏe và bình an ha. Giờ Thảo sẽ đi vô lấy một cái áo ấm mặc vào. Đây là những cái cây Thảo sẽ đem vô nhà nè mọi người. Hôm bữa cây này á nó sắp khô héo, nó sắp chết á mọi người. Cái Thảo xem video thấy người ta làm á, cái Thảo đem ra đây Thảo trồng sao mà thành công nè. Nó ra cây nó đâm chồi quá trời luôn. Bên đây nè, Thảo cũng mới thử nghiệm thêm lần nữa nè và cũng thành công. Cái này nó chịu nước nha mọi người. Những cây này nó cũng chịu hơi ẩm ẩm vậy đó. Đem ra ngoài cái nó mọc thêm một nhánh nhỏ ở đây nữa, dễ thương ghê luôn á. Mình cứ giữ nước ẩm ẩm vậy. Và đây Thảo có thêm hai cây này nữa nè mọi người. Cây này gọi là cây kim phát tài. Ở đây cũng cây phát tài luôn. Và Thảo giờ Thảo đem vào trong nhà nha mọi người. Tôi cho mẹ làm gì đó. Đi theo mẹ đi dọn dẹp ngoài sân vườn nha. Ở đây. Alo. Bấm đi. Bấm alo đi. Gọi cho bà ngoại đi. Gọi cho ngoại. Wait. Alo, ngoại ơi. Con nhớ ngoại quá hà. Thấy Thảo hay gọi điện thoại cho bà mẹ đó, bà ngoại đó. Giờ bắt chước gọi đó mọi người. Ở đi dọn dẹp tiếp phụ mẹ đi, làm cho xong đi, trời ở ngoài nó lạnh lắm rồi nha. Rồi đi nha.
là một hồi nóng quá cởi áo khoác ra luôn. Ở ngoài trời cũng nắng nhiều lắm á mọi người. Và những cái cây kiểng á, Thảo cũng đã đưa vô rồi nè cho mọi người xem nha. Cây này đem vô thì mùa hè tới Thảo đem ra lại. Còn những cái cây ớt á, để Thảo sắp xếp coi để ở đâu. Thì trước tiên là cho những cái cây này vào nhà trước. Vô đây á, vài ngày cái lá nó xanh đậm lại hả. Thảo có cây hạnh đây nữa nè, cũng có mấy trái rồi, mọc trái lên rồi. Có cây lan đang dưỡng, không biết qua sống nổi không nữa. Trời nắng đẹp quá mọi người. Ở đây cái xả, cây bạc hà Thảo đưa vào trong cái mái hiên nhà nè. Xem qua cái mùa đông này anh chị này có sống nổi không. Chắc Thảo phải bịt những cái bọc lại nữa. Giờ bầu nó ra cỡ này rồi, cái nó không có bự nữa mọi người. Nó như là nó chai luôn rồi. Cho nên giờ Thảo cắt vô, Thảo nấu canh bầu với cá đó. Ở đây cũng có còn mấy trái nè mọi người. Trái nó vậy nè. Đây nó giòn giòn vậy thôi. Coi như là nó chai hết rồi. Nó không có thể là bự được nữa. Thảo cắt đây luôn. Được hai trái.
cho hành tỏi vào. Không ạ, nhảy lấy dây banh kìa, lấy dây banh nè, chờ hả, ghê rồi, nghe chưa, chuột cửa
Và sau khi Thảo đã dọn những cây kiển vào trong nhà rồi nè, và cũng đã làm xong ba món thức ăn, nào là canh bầu với cá, cá kho tiêu và sườn ram mặn ngọt. Và giờ Thảo chỉ chờ chồng Thảo về và cùng ăn thôi. Giờ video của Thảo cũng xin tới đây xin tạm dừng ha. Và cảm ơn các cô chú bác, các anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu ai thấy thích thì hãy like và share, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Bye bye, hẹn gặp lại.